Xin chào tất cả các bác đã đến với không gian cửa hàng của em Thành Đồ Cổ Đồ Châu Âu. Đây là showroom thứ ba các bác nhé. Thì ngày hôm nay thì em về rất là nhiều những sản phẩm đồng hồ côn cổ, đồng hồ để bàn, cũng như là đồng hồ treo tường, đồng hồ tủ cây để phục vụ tất cả mọi người trong cái dịp Tết Nguyên Đán này. Thì các bác có thể nhìn thấy những cái chiếc đồng hồ tủ cây khá là đẹp các bác nhé. Rất là nhiều mẫu mã đến từ nhiều thương hiệu của Đức, các bác có thể thấy. Đó. Rất đẹp các bác nhé. Các bác có thể qua địa chỉ của em trực tiếp tại số 244 Định Công Hoàng Mai, Hà Nội các bác nhé, để xem các bác nhé. Tủ cây song tiện. Đấy, các bạn cũng như là những cái dòng đồng hồ tủ cây khủng khác các bác nhé. Cái này thì các bác quan tâm con nào thì em sẽ báo giá cũng như là sẽ liên hệ chi tiết cho bác con đó các bác nha. Để rất là nhiều đấy các bạn. Tủ đồ ông sư nhà em cũng về khá nhiều. Còn những chiếc đồng hồ tủ cây ông sư Đức toàn máy to và âm hay lắm các bạn. Và những chiếc tủ sò các bạn nha. Đấy. Cái này thì một video em không thể mô tả được hết được cho các bác. Nhưng con này là tủ nó chạy bằng cáp các bác nhé, nó chạy bằng cáp nên nên cáp đấy ạ. Nó chạy bằng bằng tạ cáp đấy ạ. Đấy, các bác có thể thấy những cái khải hoàn môn to như này chúng ta để ở đại sảnh thì rất đẹp, cũng chạy bằng cáp máy to rất đẹp luôn. Đấy, con tủ mái sừng các bác nhá, cũng rất là đẳng cấp luôn. Vừa về với em còn chưa xé ni lông cũng như là băng dính ra đấy các bác, để phục vụ kịp cho Tết của cổ truyền của dân tộc. Nó rất là may các bạn, thì em cũng không nghĩ là cái nồi tủ này các bạn nó về kịp Tết, nhưng mà nó về bây giờ là cách Tết cổ truyền của chúng ta khoảng tháng nữa thì thực sự các bác là quá là vui mừng rồi các bạn, quá là vui mừng, bởi vì còn lau dầu căn chỉnh mà ship đến cho các bác để các bác kịp chơi Tết đấy các bạn nhá. Toàn những cái tủ khủng tủ đẹp thôi các bạn. Còn con này là nu ba buồng, con này thì nó là một trong những cái phân khúc đẳng cấp rồi, rất là vui mừng các bạn. Các bác cứ qua chọn con nào thì các bác liên hệ với bên em các bác nhé, nhà em còn rất là nhiều nữa. Đấy. Đầy đủ chủng loại mẫu mã của Đức, của Pháp, vẫn còn về rất là nhiều. Em chưa thực sự các bác là vừa về hàng xong thì em còn các bác còn thấy là khu vực là sảnh của nhà em đang làm kho nữa các bạn, thì nó rất là bừa bộn đấy các bác, chưa bê hết được. Đây trên này thì khi mà kho mới này sẽ ra mắt thì các bác sẽ có thể thấy rất là phòng, nhiều phòng để bày đồ đẹp cho các bác, để các bác có thể nhìn đó. Cái kho cũ thì nó chật hơn. Các bác quan tâm có thể đến tại địa chỉ trực tiếp tại số 244 Phố Định Công, quận Hoàng Mai, thuộc thành phố Hà Nội các bác nhé, để các bác xem hàng trực tiếp cũng như chọn cho các bác những cái mẫu đồng hồ ưng ý treo tường để bàn, tất cả các đồng hồ các nước các bác nhé. Thì sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay em sẽ lên cho các bác một trong những cái lô hàng mới về các bác, một cái lô hàng mới về. Sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay em sẽ lên cho các bác một chiếc đồng hồ Zusa không nhé, một chiếc đồng hồ Zusa có xuất xứ tại Pháp không nhé. Zusa này thì em cũng giới thiệu sơ qua và các xin lỗi các bác nào biết rồi, các bác nào chưa biết, nó là một trong những cái hãng đồng hồ nổi tiếng đến từ nước Pháp các bác nhé. Thì cái hãng đồng hồ này thì xuất xứ từ một ngôi làng ở một thung lũng gọi là thung lũng Mobia, nơi sản sinh ra rất nhiều những dòng đồng hồ, ví dụ như Odo, FFR, Giroud, vân vân. Cái ngôi làng và cái tỉnh này thì thực sự các bác là nó sản xuất rất là nhiều hãng, sau này rất là nhiều hãng nó sát nhập và Odo mua lại rất là nhiều hãng các bác nhé. Thì cái này các bác có thể tìm kiếm thông tin trên mạng. Sản phẩm đầu tiên ngày hôm nay một chiếc đồng hồ Zusa kích thước là 54 x 43 các bác nhé, mã số 1. Vỏ thì vỏ gỗ sồi ánh kim, các bác có thể nhìn giúp em vỏ gỗ sồi ánh kim như em đã giới thiệu rất là nhiều video rồi.
Vì sao nhiều bác có mua một cái thùng nội và các bác mang đến thở phun BU, người ta làm như nào nó không ra màu như này. Xin thưa bác là gỗ này là gỗ già từ ngày xưa các bác, và nó trồng ở vùng đất ấy nó lại ra một cái đặc trưng khác. Ví dụ như mình là gỗ nào, gỗ Quảng Bình đúng không ạ, muôn Sừng, muôn Khánh Hòa các bác, nó đều cái thổ nhưỡng nó khác nhau, và qua quá trình lên màu, qua thời gian nó lên màu ánh kim vàng như này, cực kỳ đẹp. Mà sơn thì không lên được đâu các bác ạ. Mặt là mặt vuông các bác nhá, mặt còn là mặt vuông, các bác có thể nhìn thấy mặt vuông, mặt khá là xuất sắc, khá đẹp xuất sắc các bác nhá. Đấy các bác nhìn nhá, về đi thầy bù của Wilmington. Quả nắc đây các bác nhá, quả nắc đây các bác có thể nhìn thấy giúp em, quả nắc đây, quả nắc rất là tròn căng bóng. Quả cót đây, con này đánh 8 côn thép rồi. Hôm nay thì em quay một mình các bạn, đâm ra là em kéo máy ra nó sẽ hơi vất vả một chút, nhưng mà cũng mong các bác thông cảm. Đấy các bạn này, máy móc đẹp len ken các bạn nhé. Đấy, đây các bạn nhé, made in France của Pháp đây các bạn này, series máy đây các bạn. Đấy, made in France, máy vàng ươm này các bác này, máy vàng ươm. Đấy các bác này, máy vàng ươm các bác nhá, ốc rất đi vặn đúng không ạ. Hai bên này là hai cái ngắt chuông, các bác thấy không ạ, hai bên này hai cái ngắt chuông. Đấy, series máy là 2958, 2958 các bác nhá. Đấy các bác nhìn giúp em không, ok chưa ạ. Máy vàng ươm các bác nhá, máy đẹp, máy tán thanh dung thép xanh gì củ công bạc các bác nhá. Này mã là số 1 các bác nhá, giá 4.3 triệu, giá 4.3 triệu đấy các bác thấy không, len ken luôn các bác nhá. Mã số 1 4.3 triệu. Sản phẩm tiếp theo các bác đó chính là một chiếc đồng hồ Jizuhan, một trong những cái thương hiệu nổi tiếng nhất của đồng hồ của thời bấy giờ đó nhá. Đó là Jizuhan, cái thời đó thì Z nó còn nổi tiếng hơn cả Odo cơ các bạn. Thì cái đại bản doanh của nó, nhà sản xuất của nó thì xin thưa bác là nằm ở trong khu rừng đen của Đức. Các bác nào có quan tâm về lịch sử phát triển hình thành của các hãng đồng hồ thì các bác sẽ biết rồi. Đây gọi là con Z rẻ quạt, thùng là thùng dạng rẻ quạt các bác nhá, thùng dáng rẻ quạt đấy các bác. Thùng này thì dáng thùng trơn, nó thiết kế vì sao người ta lại gọi là rẻ quạt, các bác nhìn rõ giúp em ở đây em quay nó hơi bị nó, nhưng cũng rất là mong các bác, tại vì ở đây là nó là cái kho bãi, thì về cái ánh sáng cũng như là cái mà điều kiện nó không cho phép thì cái chất lượng ảnh nó sẽ không tốt. Đây các bác nhìn thấy những cái rẻ gỗ này, người ta gọi là rẻ quạt, là người Tây người ta cắt ghép này, người ta nọng gỗ này các bác này, và đây là kính mài các bác nhé, đây là kính mài. Các bác có thể nhìn thấy giúp em, đây là kính mài này các bác này. Đấy, kính mài góc cạnh cực kỳ đẹp này. Kính trên của nó là kính cong các bác nhá. Kính cong, cái kính này ở Việt Nam mà làm vỡ làm rất đắt này các bác. Kính cong tròn cong thì bình thường, nhưng mà vuông cong thì xin thưa bác là rất là khó làm. Gông này dài lắm các bác, con này còn gì. Con này còn gì này các bác thấy không ạ? Con này còn gì đấy các bác thấy không ạ? Đấy. Mặt số vuông các bác nhá. Qua một thời gian, con này mặt số cổ gì nguyên bản 100%, cốt đồng trắng bạc các bác nhá. Qua thời gian thì nó sẽ xuống màu như thế này. Nó có một chút xây xương nhẹ. Sẽ nhấc máy ra để cho các bác xem. Củ côn trước thôi nhé, các bác sẽ xem củ côn trước giúp em. Củ côn trước đồ này, đó là củ côn hoa thị các bác nhé, đó là củ côn hoa thị các bạn. Củ côn hoa thị này, kỳ này, các bác nhìn này, đẹp chưa. Côn hoa thị các bác nhé, đánh 8 thanh gông thép các bạn. Đánh 8 thanh gông thép, đấy. Còn nắp đây các bác nhé, còn nắp đây, đấy. Gông cực dài luôn. Thùng rất là đẹp các bạn, gỗ sồi thời bấy giờ thùng khá là đẹp. Em sẽ à,
hạ máy cho các bác xem nhé. Đây các bác nhé, máy móc ở đây là cụ máy Z Dung Han các bác nhé. Các bác nhìn cụ máy Z các bác thấy rồi đúng không ạ? Còn gì ạ? Đây các bác nhé, có số 43 ở đây, tay nó 104 các bác nhé. Trục rất là tròn vo quá này. Máy ít mở, ít chỉnh sửa. Đấy, có thể không? Gì rẻ quá này các bác nhá. Và con này em cũng báo luôn các bác là cái kích thước của nó là 74 x 32 các bác nhá, và giá là 3,9 triệu các bạn. Và con này mã số 2 các bác nhá, mã số 2. Và sản phẩm tiếp theo ngày hôm nay giới thiệu các bác một siêu phẩm các nhá, một con gì mà em chưa giờ nhìn thấy con nào mặt khoảng một năm nay các nhá, chưa giờ nhìn thấy con nào máy móc nó đẹp như con này các bạn. Con này thì thực sự các bác là em mua thì em mua cũng giá khác. Ví dụ sóng tiện này thực sự chia sẻ các bác nhé, cái loại 5 triệu cũng có, cái loại 7 triệu cũng có, cái loại 10 triệu cũng có, và rất là nhiều loại mà mẫu mã giống nhau y chang các bác nhá, nhưng mà ở bên Tây người ta bán khác giá. Như con này em thử nghiệm, em mua một con, xin thưa các bác là mua một con đẹp ở bên đấy, nó gọi là hàng loại 1 ấy, về để xem như thế nào các bác nhé. Xem là ở cái sức tiêu thụ của mình có tiêu thụ được cái hàng kỹ không các bác nhé. Đây là sự bác mà cũng không chê được một cái điểm gì các bác. Đấy, con tiện đủ hết cho các bác. Đấy, con này về cái bộ máy của nó đẹp quá này, em mua về em cho bay về luôn. Này, các bác nhìn này, kính song tiện này, song tiện kép của hãng Z của người Đức các bác nhá. Song tiện kép của hãng Z của người Đức ạ. Các bác nhìn này không ạ? Đấy. Mặt kính cong mặt 18 các bác nhá, mặt kính cong mặt 18 này các bác nhìn này. Mặt kính cong mặt 18 này. Ở phía dưới các bác nhìn này. Những cái kính mài các bác này. Rất là đẹp, kích thước này 90 x 35. Con sóng tiện cổ đấy, suy soát trăm năm rồi mà nó vẫn còn đẹp neng cái hàng các bạn nhìn cái bộ máy của nó thì thực sự các bạn, em thực sự các bạn là con này em không bán được thì em để lại em chơi các bạn, phải chắc chắn không bán được thì em để lại em chơi các bạn. Để các bác nào mà sưu tầm được con gì như thế này thì khó lắm ạ. Này các bạn nhìn quả nắp này, cận lót con này nó gần như là chưa sử dụng này các bạn này. Em thử mua một con về xem là cái nhu cầu chơi hàng đẹp của chúng ta xem được. À, các anh nhìn này, mặt này không một vết mũi đốt, cái mặt này 3 triệu khó mua, thực sự các bạn, cái mặt này 3 triệu khó mua. Để em thử kéo mặt ra xem máy nó như thế nào. Kính cồn đẹp. Phải đi găng tay và em cầm. Giới thiệu các bác trước cái bộ côn. Đánh 8 côn thép các bác nhé. Đánh 8 côn thép này. Côn dài gần chạm thùng các bác. Con này thì em phải nói các bác là xuất sắc 10 trên 10 điểm. Thực sự các bác với những cái bộ máy này thì em không chê được một tí nào rồi. Như này thì nhiều bác đừng có hỏi, em nghe chuông bởi vì cam đoan của các bác là chuông ngay luôn. Nó đã bị, xin thưa bác là các bác nhìn này, nó nét từng tí một như thế này thì làm gì có chuyện là côn không hay được các bác, theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất các bác. Đây này các bác này, Fatco này là một trong những cái phiên bản đặc biệt các bác nhé, một cái phiên bản tiêu chuẩn thế giới đấy các bác nhé. Đấy các bác nhá. Tức là cái này là dịch ra nó sẽ là, nó như kiểu là thuế các bác. Thì tức là nó đảm bảo các cái yêu cầu tiêu chuẩn của thế giới xuất khẩu ấy. Máy len keng thực sự các bác này. Ốc vít này các bác này. Còn các bác nhìn này, còn cá cái chụp các bác này. Còn cá một cái chụp
Đấy các bác, nó còn cám cái chụp lá mía này, nó nguyên bản này, cái mức mà từng mm một các bác thấy không? Có con này thực sự các bác chơi vào giờ cho nó học. Con này là hàng siêu kỹ không? Em mua con này thực sự các bác là giá nó cao và em cho đi bay đấy các bác. Cái này thì bác là sưu tầm cho hàng kỹ, anh chơi để không phải lăn tăn, anh chơi để người khác hỏi anh là mua được ở đâu đấy đấy. Vâng, mã số 3, các bác nhá, kích thước là 90 x 35. Giá con này Anoe. Em sẽ lên một sản phẩm tiếp theo các bác nhá. Vâng. Sẽ lên một sản phẩm tiếp theo, đó chính là một chiếc đồng hồ mã số 4 các bác nhá, một chiếc đồng hồ mã số 4. Một chiếc đồng hồ mã số 4 các bạn. Con này con song tiện các bác nhá, con này con song tiện của Đức ấy. Đây nó có cái màu ở đây các bác nhá. Các bác nhìn này, nó có cái màu ở đây các bác nhá. Đấy, nắp lên cho các bác nó sẽ có cái màu ở đây. Đấy các bác. Tại em quay một tay nên ra là em không quay tổng thể các bác được. Các bác nhìn giúp em nó. Đấy. Kích thước của em này thì nó là 1m x 38, các bạn, 1m x 38 đấy. Dáng chùa tháp. Các bác yên tâm có đầy đủ con tiện cho các bác luôn nhé. Cái cột song tiện này của các bác này, các bác nhìn to như cổ tay luôn. Đấy. Màu. Hai bên là hai hồi kính các bạn. Hai bên là hai hồi kính. Mặt con này mặt giấy dầu, con này trên 100 năm rồi. Chắc. Đây các bạn nhìn này, mặt giấy dầu này. Đấy, các bác thấy chưa? Mặt là mặt giấy dầu. Đẹp chưa? Họa tiết đây. Mặt phù điêu đấy các bác. Máy này máy cực cổ luôn các bác. Đời này đời hút tắt cái cơ của Đức này, thương hiệu mỏ neo này các bác này, cực kỳ giá trị. Đánh gông vòng 30 phút điểm chuông một lần. Đánh gông vòng này các bác này. Đấy, 3 phút điểm chuông một lần các bác nhé. Những chiếc đồng hồ này thì cũng chia sẻ các bác này. Cái này thì cái quả lắc nó thì các bác nhé, em sẽ bù cho bác một cái quả lắc đồng các bác nhé, và cái cần là cần gỗ các bác nhé. Đấy, em để trong thùng thì em chưa bỏ ra ở đây. Cái cần là cần gỗ các bác nhé, quả lắc đồng. Đấy, quả lắc đồng. Tí họa tiết các bác nhé. Con này là cũng báo cáo các bác là mã số 4, và giá em giao lưu các bác là 3,9 triệu, các bác chú ý giúp em. Sản phẩm tiếp theo đó là chiếc đồng hồ Odo các bác nhá, con Odo máy 10. Sản phẩm tiếp theo đó chính là một chiếc đồng hồ Odo máy 10 các bác. Odo máy 10 các bác nhá. Một chiếc đồng hồ Odo máy 10. Đấy. Các bác nhìn không ạ? Kích thước là 56 x 46, mã số 5. Thùng hai bên hai chùm hoa mắc ca, cực đẹp. Cái mẫu thùng này rất đẹp, kính phía dưới là kính phía dưới là kính mạ vàng đó nhá, kính phía dưới là kính mạ vàng. Hai bên hai cái đường chỉ sặc rất là đẹp. Hai bên là hai chùm hoa mắc ca các bác. Tuyệt vời. Mặt bút ký các bác nhá, mặt bút ký. Mặt bút ký, mặt xuất sắc. Còn là máy 10 chứ 23 các bác nhá. Đây, con nắp đây. Con nắp vàng các bác nhá. Đấy, các bác nhìn ký ạ. Có một tí gọi là có một thời gian thôi nhưng mà cũng khá là đẹp. Thế em thử xem là có chua được không các bác nhé. Tại vì hôm nay là quay một mình là quả chua nó sẽ hơi khó một chút các bạn. Rất là may là con này chú hai bản nhạc solo của Edmonton ạ. 10 búa 6 gông ạ.
Có cần chuyển bài đây các bác nhé, cái bài quét chuyển bài đây. Âm thanh tuyệt vời đến từ dòng Odo 10, 620, 10 bùa 6 côn. Tiên là mời các bác ngắm qua cái vỏ một chút. Đấy. Sau đó là mời các bác ngắm đến bộ côn. Côn xanh gì này, côn 121 này, còn nguyên cái tem chuyện của chồng, lắp này, khóa này, đầy đủ luôn. Mời các bác xem cái cỗ máy ở trước đồng hồ này đi. Cụ máy chiếc đồng hồ này thì đẹp xuất sắc 10 điểm các bác nhé. Made in fine này các bác này. Máy móc ốc tròn vo. Len keng. Đấy các bác nhé, kích thước là 56 x 46, bao riêng nguyên bản, bao chuẩn chỉ các bác, giá alo giúp em, bởi vì đây là mặt hàng giá trị cao. Sản phẩm tiếp theo giao lưu cho bác là một đại siêu phẩm nữa, đó chính là một Verdes, một chiếc đồng hồ Verdes các bác nhé. Kìa con bướm vàng, các bác nhé, kìa con bướm vàng. Rồi, và đặc biệt con này thì thực sự bác là nó là một trong những cái phiên bản giới hạn bao nhiêu con của hãng các bác nhé. Nó nằm trong cái phiên bản cao cấp các bạn, cực kỳ cao cấp luôn. Nó được xin thưa bác là nó là dòng bướm vàng các bác nhá, nhưng mà nó lại có ngắt trong đêm các bạn. Đấy các bác thấy không ạ? Bình thường bướm vàng thì ít, cực kỳ ít các bạn có cái dòng bướm vàng ngắt trong đêm như thế này. Nó cực hiếm đấy các bác nhá. Về yếu tố sưu tầm của các bác ấy, cực hiếm luôn đấy, con bướm vàng ngắt trong đêm này. Đấy các bác nhá. Con này thì thùng thước là đẹp xuất sắc hết rồi, nguyên bản nguyên bụi các bác nhá. À, kính phía dưới kính mai quy các bác nhá. Bướm vàng ngắt trong đêm này các bác này. Thiết kế cực kỳ phức tạp này các bác nhìn này. Các bác nhìn này, bình thường các bác nhá. Các bác nhìn này. Bình thường các bác nhìn này, chú ý giúp em Thành này. Cái này kể cả các bác không mua nhưng cái này thì các bác cũng nên một lần biết, bởi vì là không mấy cửa hàng mà nó có con này mà nó giới thiệu cho các bác đâu. Người thợ của em ở bên Pháp đi mua, xin thưa bác phải nói các bác nó gần như là tranh nhau, rất là may mắn là mua được các bác. Nó gọi điện đi hàng nghìn cây và đến đấy thì may quá thì nó cũng rất là nhiều ông thợ ông đến đấy, nhưng mà xin thưa bác là làm giá thì làm giá không được, bởi vì là thằng Tây nó đưa ra một cái giá cao, sau đó mấy ông thợ nhà mình lại muốn mua nữa các bạn, thì lại cứ tôi trả tần này bán cho tôi đó. Nhưng mà em thực sự các bác quyết đoán hơn, em bảo ông thợ của em là riêng con độc con hiếm, anh cứ ông Tây ông thợ nào mà mua bên đấy các bác trả cao thì anh trả cao hơn một tí các bạn, như đấu giá cố gắng mang về cho em để em giao lưu những cái sản phẩm độc đáo cho các bác khách chơi. Con này thì nó là đẹp 10 điểm rồi đấy các bác nhá, đẹp 10 điểm rồi. Cái quản lắc này sẽ lắp cho các quản lắc khác vào các bác nhá. Con này thực sự các bác là cũng quá là long lanh rồi, chỉ còn ti ti như sợi tóc này, sứa sữa ở chỗ này thôi chứ cũng không đáng kể. Và điểm đặc biệt các bác xem cỗ máy, những cái chế cỗ máy cực kỳ phức tạp các bác nhé. Các bác thường thường các bác bướm ngắt chuông, những con bình thường khác máy 8 ngắt chuông đêm thì các bác có sẽ thấy nó có 3 nấc như này đúng không ạ? Một nấc của các bác là đây là mở chuông cả ngày, nó đang gà thắng nấc này mở chuông cả ngày các bác nhé. Còn cái nấc mà này các bác nhé là nấc
tắt chuông vào 9 giờ tối và mở chuông vào 6 giờ sáng ngày hôm sau. Cái nấc này khi các bác gạt xuống là nấc ngắt chuông cả ngày đó nhé. Còn nó một con bướm vàng hay một con hai bài nào thì nó sẽ có thêm cái nấc A này nữa các bác nhé, là chuyển bài các bác nhé. Chuyển bài thì ở đây nó cũng có cái tem luôn các bác này. Gạt lên trên là Wellington và gạt phía dưới là Frisac Quest, chính là kìa con bướm vàng. Đây là bản dân ca Pháp, kìa anh Jacques Quest, dậy đi thôi ạ. À. Khi đấy các bạn, nó là một bài dân ca Pháp, mình gọi là nó có giai điệu bướm vàng đúng nhá. Đây, đây là cái cần truyền bài các bạn này. Chuyển lên như thế này thì là bài quét mà ra xuống các bạn nhá. Nó chính là bài kìa con bướm vàng, rất độc đáo các bạn nhá. Nó có hai cần truyền bài đấy. Cô máy này thì... và điểm đặc biệt hơn nữa, đây là chính là chiếc đồng hồ kìa con bướm vàng đánh gông đồng các bác nhá. Kìa con bướm vàng đánh gông đồng các bạn, gông thép thì nó là bình thường rồi. Nếu bướm vàng đánh gông đồng thì cực kỳ đắt các bác nhá. Một bộ côn này nó có thể giá trị hơn đến vài triệu đồng so với bộ côn thép này các bạn. Nếu mà ở máy 42 bộ côn nó lên đến 30 triệu. Cực kỳ hiếm, các bạn có thể nhìn thấy đây. Không mấy khi em cũng không mấy khi em mua được những cái con như thế này các bạn. Các bạn nhìn nhá. Các bạn nào quan tâm về âm thanh thì qua trực tiếp để xem. Tại ngày hôm nay em quay một mình thì em không thể quay một mình thì đâm ra là em không thể em quay chuông cho các bác được. Và các bác thực ra thì những con này thì dành cho các bác là nhanh tay thôi. Các bác là biết chơi rồi. Lát nữa là các bác sẽ gọi điện ngay mà các bác. Đây các bác nhá. Máy móc này, máy hàm lượng đồng, máy cổ các bác nhá, nên màu đồng mắt cua các bác thấy không ạ? Nên màu đồng mắt cua, màu sẫm màu các bác. Hàm lượng đồng cao các bác nhá, máy cổ. Nên màu đồng mắt cua, tối màu. Máy 37 các bác nhá. Đây. Cơ chế này các bác này, nó đánh bằng hệ thống lò xo các bác ạ. Anh nhìn này, hệ thống lò xo này. Đấy các bác thấy không ạ? Cực kỳ đẹp mắt. Cần chuyển bài, thêm cái máy nữa ở đây. Này rất là cầu kỳ, các bác nào giao lưu thì nhiều bên em lau dầu cho con này thôi, bởi vì bên em có kinh nghiệm làm các dòng máy này rồi các bác nhé. Thì con bướm vàng xòe đôi cánh bướm bướm bay 53 vòng được chưa, kích thước là 55x40 ngắt chuông đêm các bác nhé. Giá con này giá trị cao, alo giúp em thành các bác nhé. Sản phẩm tiếp theo sẽ giới thiệu các bác một bộ mặt quỷ các bác nhé, một bộ mặt quỷ các bác ạ. Nó về cùng cái lô này các bác, vừa khui ra xong đấy các bác, vừa khui ra xong một bộ mặt khỉ các bác nhé. Bộ này có cân nặng chắc trên 20 cân đồng các bác. Mấy hôm trước thì cứ nên bộ nào bán bộ ấy, nhưng mà thực sự các bác nếu mà em về nhiều cái này ấy, em giải và phát hết ra em giao lưu các bác ngay, nhưng mà nó về cái số lượng nó không có nhiều bởi vì cái cân cước nó nặng các bác. Cứ tính xem 20 mấy cân và 300.000 cân thôi, vận chuyển thì em cũng chết các bạn. Bộ này thì nó là bộ cổ các bác nhá, mặt quỷ cổ, bộ hàm lượng đồng cao các bác nhá. Đây các bác có thể nhìn thấy nên màu ánh đồng mắt cua. Các bạn nhìn rõ không ạ? Nên một ánh đồng mắt cua đấy. Cái đồng hồ này là kích thước là 62x38 các bạn nhé. Chiều cao nó là 62 và ngang cái này là 38 các bạn. Để mà các bác kê được một cái bộ có kê ngang như thế này thì các bác nhé, thì các bác phải có diện tích ít nhất cái chiều ngang này là 80 phân các bạn nhé, và chiều cao nhé phải cái vị trí các bác để phải có tầm khoảng 65 phân thì các bác để nó mới thoải mái được các bác nhá. Rất là nặng. Họa tiết đồng thì thưa bác là những cái hoa lá tây, những cái rồng phượng các bác nhá, những cái linh vật, những cái tích xin thưa bác là của người Đức, người ta rất là dày, người ta đúc rất là dày. Thời này người ta đúc khuôn cát đấy các bác. Nó không tinh như khuôn silicon bây giờ nhưng nó ra rất nhiều nét, nó thủ công, nó độc đáo các bạn. Ánh màu đồng đẹp chưa ở trên cái cúp này.
những họa tiết uốn lượn đục đẽo sâu các bạn, nhìn rất là uy nghi mặt men. Được chưa các bác, có kính cho các bác chưa? Có kính luôn, em về em chưa nắp kính, tay về nó phải tháo kính ra các bạn. Đó. Cái chân nến này thì ngang, cái chân nến này là nó là 30, có nghĩa cao nó khoảng 60. Ngang tức là cái tay nến này là có 5 tay trên một bên các bác nhá. Năm tay trên bên rồi. Hình cái cúp này rất là đẹp. Đấy. Cái là cái bộ này thì em nhớ là em mua của cái ông Tây mua cái bộ này là người ta để trên cái nò sưởi luôn đấy các bác. Nên nó nên cái màu hơi hơi mắt cua một chút. Đấy các bác nhá. Có ảnh. Ông mua hộ cho em là ông mua. Đây, cái chân này cũng như vậy các bác nhá. Đấy, để cho nò sưởi hết các bác nhá. Thì cái này thì nó cái chân bên này thì nếu mà các bác nhìn kỹ thì màu của nó sẽ hơi sậm hơn một chút các bạn, màu hơi sậm hơn một chút so với chân bên này, bởi vì là cái chân bên này ông để gần bếp hơn các bạn, cái màu khói. Thực ra thì các bác lau rửa thì là nó cũng hết thôi, nhưng mà theo em để nguyên như này nó lên cái màu ánh này này các bạn, màu ánh thời gian này, màu ánh đồng vàng rất là đẹp. Các bác nhìn thấy không ạ? Đấy. Về bộ nào hết bộ đấy, bộ này đăng lên phát là cũng hết luôn, vừa khui rồi các bác. Và giá em giao lưu các bác là 13.500.000 các bác nhé, 13.500.000. Tại cái bộ này thì hôm nay rất là vui, 13.500.000 giao lưu các bác. Em về một cái món nữa các bác nhé, mã số 7 các bác, mã số 7. Lâu lắm rồi mới về được một cái khảo hoàn môn của Pháp các bạn. Các cái này thì các bác nào mà nhà mà các bác thiết kế những cái các bác có thể để trên noa này, để trên đôn này, để trên kệ này, cũng như là các bác để trên cái để trên noa, để trên đôn, để trên kệ, cũng như các bác để trên các cái hốc mà các bác hay, em thấy bây giờ rất là nhiều bác làm cái vách ngăn phòng khách, phòng bếp là các bác làm cái hốc, cái hốc bày rượu hoặc là bày đồ ấy các bác, thì các bác để những con này nên là rất là đẹp này, bởi những con này là làm người Tây ở bên kia người ta cũng để vào những cái vị trí đấy các bác nhá. Thì giới thiệu các bác, nó cái niên đại của nó cũng khá là cổ đấy các bác. Những dòng này khải hoàn môn các bác nhá, mới về thì em cũng chưa lắp đặt được các bạn. Đấy các bác nhìn này, đây là khảm gỗ các bác nhá, khảm gỗ đấy, khảm gỗ hết đấy. Bác nào chưa biết khảm gỗ gì nên Google có thể dịch. Đồng nắc kê vàng này các bác này, đồng nắc kê vàng này, vàng ươm đẹp xuất sắc các bác nhá. Mặt là mặt men, mặt con này thì qua quá trình sử dụng tự nhiên, qua thời gian thì chắc chắn nó sẽ có dạn dạn một chút cái men này đi, nó cũng không tránh khỏi các bác nhá. Cái này hơn 100 năm là cái chắc rồi các bác, là ươm các bác nhá, nắc kê vàng đấy, nắc kê vàng 24K này các bác nhé. Đấy. Con này thì nó đánh chuông chén, còn nắp của nó đây các bác nhá. Còn nắp đây, các bác về các bác lau rửa đi, các bác mà về các bác chịu khó các bác sử dụng chanh giấm các bác lau chùi đi thì nó cũng vàng như thế này. À, nhớ ở bên em không thời gian các bác, thực sự có thông cảm giúp em. Đây cái này là nó bị bụi bật. Các bác có thể nhìn thấy đây này. Đấy. Thế em chưa nắp vào nhá, tức là cái phần này nó sẽ có 3 phần các bác. Nó sẽ 3 phần, có một cái đế này và một cái phần gỗ này để đứng trên cái đế này, và sau đó là những cái xoắn quẩy các bác nhá. Đấy, rất là đẹp. Cái này thì nhiều bác hẹn nhưng mà em lâu lắm rồi em mới về các bạn. Em nhấc ra và em cho các bác xem qua cái bộ máy và chiếc đồng này. Máy nó là máy cổ Japi của Pháp các bác nhá. Đánh chuông chén đấy các bạn. Đây các bác này. Đánh chuông chén keng keng này các bác. Đây là máy Japi, máy cổ Pháp các bác nhá. Đây là cái chuyện hiệp hội đồng hồ thế giới công nhận, chứng nhận cho cái bộ máy này các bác nhá. Hãng Japi là một hãng rất cao cấp của Pháp các bạn. Đấy. Các bác nhé, cái khải hoàn môn là cái quả nắp này sẽ núc nắp thì các bác treo lên nó sẽ núc nắp các bác nhé. Và bộ này có kích thước là 50 x 24, 50 x 24, và giá nó 7.500.000 các bác nhé. Em về được đúng bộ rồi, bác nào lấy chơi Tết thì lấy này.
len kem tràn mua. Cái này thì nó là làm ra để chào mừng cái chiến thắng của vua Napoleon, nó gọi là khải hoàn môn, nó tượng trưng cho chiến thắng các bác nhé. Khải hoàn môn ấy, sau này các tòa nhà quốc hội làm theo dáng như này ấy, và các kiến trúc châu Âu làm cột nhiều ấy, các bác để ý một chút thì các bác sẽ thấy được. Sản phẩm tiếp theo ngày hôm nay đó chính là một bộ siêu cổ các bác nhé, một bộ một chiếc đồng hồ siêu cổ các bạn. Đến từ Pháp, bộ này thì các bạn nhìn thực sự các bạn nhìn mê luôn. Nhìn xong các bác này, các bạn đợi em một chút, bộ nó cổ lắm mà đẹp, nó tinh xảo, nó làm cho hoàng gia các bạn. Các bạn nhìn này, những cái họa tiết này, các bạn thấy chất chưa? Hoa là tây vằn vện các bạn nhá, cực kỳ tinh xảo. Các bạn thấy không? Những cái cột này. Ở châu Âu thì nhất nhân nhì vật này, mặt một vị thần này. Cổ chưa? Khá đẹp luôn. Như một tòa lâu đài rồi nhá. Đó, coi nhìn này, mặt cái này này, đồng các bác nhìn, đồng cực kỳ dày. Này. Cổ rất là nặng các bác nhá. Sụp mặt men hoa các bác à. Mặt con này thì không dạn nứt gì cả, mặt men hoa các bác nhá. Phù điêu nắp kê vàng này, đẹp chưa? Mặt men hoa các bác nhìn. Sonama quá đẹp luôn, mặt men ấy. Các bác nhá, mặt men này thì chỉ có vỡ, chỉ có các bác đập vỡ thôi chứ không bao giờ mờ. Loại mặt cao cấp nhất của mặt đồng hồ là mặt men các bác nhá. Có các cái đề kính các bác nhìn này. Kính người ta tinh xảo, người ta mài rất là nhỏ này, cái này rất là khó, mấy anh em bên mình làm không ăn thua. Vâng, ở đây là những cái đường chỉ trên mặt, đường bi trên mặt như Rolex, con này quá đẹp luôn. À, trên mái nó là nó như một tòa tháp. Các bạn biết vì sao ở châu Âu nó hay có mái vòng, mái tháp này không ạ? Bởi vì ở bên đấy là tuyết các bạn nhá, tuyết mà để mái nhà như mình thì sập nhà luôn, nên mái vòm như này tuyết thì nó tự trượt nó rơi xuống các bạn. Nhìn rất là đẹp các bạn nhé. Cái bên trên là có cái cúp chiến thắng và có hai chú rồng các bạn nhé. Ở đây nó có vít đây này các bác này, thì tay về sẽ phải tháo ra không nó gãy mất. Đây này, xoáy vào đây cho các bác này. Đấy, các bác nhé. Đấy, em tạm thời để ở đây. Đấy các bạn, hai chú rồng hai bên. Con này đẹp lắm các bạn. Các bác phải vệ sinh thì đẹp tuyệt vời. Ở đây em không thời gian làm cho các bác như này. Mà nó nặng ghê gớm các bạn. Họa tiết này các bác nhìn này, dáng như cung các bạn, dáng như cung điện châu Âu luôn. Những họa tiết này các bạn nhìn tinh xảo, nó tinh xảo đến cái mức các bạn nhá. Máy móc của nó thì em sẽ để nghiêng mạ vàng này. Đây là một trong những phiên bản cao cấp luôn các bạn nhé. Cũng máy là cũng con là của Pháp thôi nhé. Máy Zappi đánh chuông chén các bạn. Tháo chuông rồi vào nâu dầu sẽ nắp cho các bạn. Máy đẹp len keng như mới. À, chuyện của hiệp hội đồng hồ thế giới. Này thì không thể nào mà nó rất là nặng. Không biết là nhận xét gì như thế nào các bạn. Thực sự các bác mà nó có sao thì em miêu tả vậy. Còn là bộ cổ cũng nó sẽ cổ hơn rất là nhiều những bộ khác. Kích thước của bộ này là 50 x 27 các bạn. Này, các bạn nhìn họa tiết cái cúp của bạn đã mề. Nhìn họa tiết cái cúp của bạn đã mề. Này, có cái màu này, đẹp chưa? Cùng điện. 50 x 27 có nhà mã số 8 và em giao new cho các bác với giá 10.500.000 chuẩn giá các bác nhé. Em không bớt nguyên bụi. Vâng, như vậy thì phiên ngày hôm nay em xin phép kết thúc buổi trường hôm nay. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Các bác nào có nhu cầu tủ cây các bác có thể chụp ảnh lại gửi qua bên em và liên hệ các bác nhé, để bên em báo giá chi tiết cho các bác hoặc các bác đến trực tiếp các bác. Còn nữa, cảm ơn các bác đã theo dõi ạ.